khi các đồng đội đang phân bua với trọng tài về tình huống thổi phạt đền. Thủ môn Max Greenhead đã có hành động khá dị, đó là dùng chân phá đám cỏ ở gần điểm đá phạt 11m. Sử dụng vài động tác gian lận qua mặt trọng tài, thủ thành Max Greenhead đã khiến cho cầu thủ sút penalty của đối thủ trượt ngã thảm hại ngay trên chấm penalty. Cùng xem video những thủ môn ăn gian câu giờ nhất hành tinh nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Đời này cái quái gì cũng xảy ra được. Đời này cái quái gì cũng xảy ra được. Trong bóng đá, ăn vạ hay lợi dụng góc khuất để chơi tiểu xảo trong các pha tranh chấp bóng là điều thường gặp ở các trận đấu. Thậm chí một số cầu thủ thực hiện nhiều đến mức có lúc điều đó trở thành bản năng. Những tên tuổi này hẳn là quá quen thuộc với các bạn khán giả. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một nhân vật khác cũng sử dụng mánh khóe không kém, đó chính là những người gác đền trong bóng đá. Mời các bạn cùng đến với clip sau đây. Thủ môn của câu lạc bộ Osmut đã sáng tạo cách bắt phạt đền có 1-0-2 trong trận đấu với Cologne vòng 15 Bundesliga 2015, qua đó giành chiến thắng trước đối thủ trên chấm 11m. Tình huống xảy ra ở phút 58, bên phía Cologne được hưởng phạt đền sau một pha bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tận dụng lúc tranh cãi với trọng tài, thủ môn Max Greenhead đã dùng mũi giày cày nát xung quanh vị trí đặt bóng 11m. Và rõ ràng chiêu trò này mang lại hiệu quả cho Hit khi cầu thủ xúc phạt Modester đã trượt chân lúc lấy đà và sút bóng ra ngoài. Hit được xem như người hùng của Osmut trong pha bóng trên. Tuy nhiên, ngay sau khi xem lại cảnh quay chậm, anh đã bị các cổ động viên Cologne chửi rủa, thậm tệ vì mưu kế xấu xa của mình. Sau trận, thủ thành Hit cho biết anh cảm thấy hối lỗi với hành động trên, nhưng vì áp lực giành chiến thắng đã khiến anh phải dùng hạ sách như vậy. Hit cho biết sẽ không bao giờ áp dụng lại cách cản phá phạt đền này một lần nào nữa trong tương lai. Tháng 1 năm 2017, trận đấu vòng bảng thuộc khuôn khổ giải vô địch châu Phi giữa Algeria và Senegal diễn ra với kết quả hòa 2-2. Thế nhưng, điểm nhấn của trận đấu không phải là những bàn thắng mà là pha câu giờ lộ liễu của thủ môn bên phía Senegal, Khadim Ndiaye. Phút 90, khi thực hiện quả phát bóng lên, chân phải của thủ môn này vô tình mắc vào chân trái và ngã lăn ra sân với vẻ đau đớn. Hành động câu giờ của Khadim đã qua mắt trọng tài chính Joshua Bondo. Thủ môn 32 tuổi không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào và câu được khá nhiều thời gian trong những phút bù giờ. Trận đấu giữa Estelan Iran và Al Azra UAE trong khuôn khổ giải vô địch châu Á AFC năm 2012 cũng từng xảy ra trường hợp tương tự. Thủ thành của Al Azra Ali Khasef đã muốn câu giờ trong những phút cuối cùng, đã lén lút tháo dây giày của mình, sau đó yêu cầu sự trợ giúp để trì hoãn thời gian.
Đây là một chuyện chưa từng xảy ra ở bất kỳ giải đấu bóng đá chuyên nghiệp nào. Năm 2009, Kim Christensen, thủ môn người Đan Mạch của IFK Göteborg đã cố tình thu hẹp khung thành khoảng 20cm trong chuyến làm khách trên sân của Örebro. Sân bóng Örebro được trải thảm cỏ nhân tạo, các cột gôn đúng tiêu chuẩn, khá nặng, không thể đào và chôn xuống như ngày xưa, nên thủ thành ma mảnh này đã dễ dàng xê dịch hai cột gôn mỗi bên gần 10cm. Mãi tới phút 20 của hiệp 1, khi các cầu thủ Örebro yêu cầu ngừng trận đấu và tố cáo gôn của đối phương không bình thường, thì trọng tài mới nhận ra sự cố. Trận đấu kết thúc với tỷ số không đều, một phần vì tài năng của Kim, thế nhưng không thể không kể đến mánh lưới của thủ môn này đã sử dụng. Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu Kim sử dụng mánh khóe này, khi anh thừa nhận vẫn thỉnh thoảng làm như thế từ vài năm nay, do một anh bạn cũng là thủ môn mách nước. Hành động ăn gian này đã được Liên đoàn bóng đá Thụy Điển đem ra xem xét. Hú hồn cho chàng thủ môn này là không phải nhận bất kỳ án phạt nào, do khi đó chưa có luật nào quy định điều đấy. Và đôi khi thủ thành không sử dụng mánh nhưng lại trông đợi vào may mắn khi đặt niềm tin vào người khác, như trong trận đấu giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê Út tại Asian Cup 2015 vào ngày 10 tháng 1 khi tỷ số đang là không đều, hậu vệ Trung Quốc phạm lỗi với tiền đạo của đối phương. Ngay lập tức, trọng tài chỉ vào chấm 11m đem lại quả penalty cho Ả Rập Xê Út. Trước quả phạt, thủ thành Wang Dalei của Trung Quốc đã quay lại hỏi cậu bé nhặt bóng có tên Stefan Wai rằng cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ sút vào hướng nào. Không một chút do dự, Stefan nói bên trái. Nghe theo lời khuyên của Stefan, Wang Dalei quyết định đổ người sang bên trái và cản phá thành công pha dứt điểm của Hazazi. Ở trận đấu tại vòng 5 FA Cup 2019-2020, với kết quả hòa nhau một đều trong 90 phút và không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp phụ, Norwich và Tottenham kéo nhau tới loạt sút luân lưu. Tại loạt đấu súng cân não này, Tim Crew thành người hùng của Norwich nhờ đáp án trên chai nước. Bên phía Tottenham có hai cầu thủ không thắng được thủ thành Crew là Troy Barrett và Jason Fernandes. Đáng chú ý, trước thời điểm Crew bắt phạt đền thì anh dường như đã có sự chuẩn bị sẵn. Cụ thể, máy quay bắt gặp cảnh Crew đang cầm chai nước có ghi danh sách các cầu thủ Tottenham xuất luân lưu và hướng xuất quen thuộc của họ. Ví dụ như Dier và Barrett sẽ xuất vào bên phải, Lamela và Lo Celso sẽ xuất vào bên trái. Trong khi đó, Gerson có thể xuất chính giữa. Khi lâm trận, Crew đẩy được hai quả của Gerson và Barrett, trong đó cú xuất của cầu thủ trẻ Barrett đi vào đúng bên phải như Crew dự đoán. Ngoài ra, dự đoán về hướng sút của Dier hay Lo Celso cũng đều chính xác. Đáng tiếc là Crew không thể cản được do cầu thủ đối phương dứt điểm quá hiểm. Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Barcelona và Atlético Nacional thuộc khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ 2015. Thủ môn Massimo Bangura của đội chủ nhà lao ra khỏi vòng cấm để cản phá cú phản công của tiền đạo Atlético Nacional. Có lẽ thủ thành này hiểu được mức độ nghiêm trọng sau pha phạm lỗi thô thiển ấy nên anh đã giả vờ ngất. Tuy nhiên, hành vi của Bangura không thể qua mắt trọng tài. Ông vua áo đen chờ thủ môn Barcelona tỉnh lại mới giơ thẻ đỏ tước quyền thi đấu.
Vừa rồi là một số tình huống về các chiêu trò ít gặp đã được các thủ thành sử dụng trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.